cửa hàng Nhật Nông Cơ xin mến chào tất cả các quý khách hàng. Địa chỉ của cửa hàng ngã tư sông Ray, Cẩm Mỹ, Đồng Nai, số điện thoại 0986 28901. Số điện thoại bên em có sử dụng Zalo và bên em có ship toàn quốc mọi người. Nên bên em sẽ lên sóng giới thiệu đến toàn thể anh em một siêu phẩm máy cưa xích hạng của Echocaric Green, hạng tầm trung nồng đứng nha mọi người. Thì em này 35,2cc, rất thích hợp chính anh em sử dụng gia đình ha. Đó, sao gọi được siêu phẩm thì máy này là dường như Nhật quên xài. À, độ đẹp còn khá là đẹp nha mọi người, rất là sáng nha. Này, cực kỳ là mới. Bên em trời đang tối dần nên là có thể anh em nhìn cũng rõ. Này, khá là sáng này. 35,2cc ha, rất là đẹp. Tình trạng máy là Nhật quên xài. Thì em này thì được sử dụng lam 40cm, xích chung 91, xích được ráp xích mới nha. Đó, lam còn nguyên nước sơn. Và em này được sử dụng ốp lam 2 ốc này, vặn trực tiếp bằng khóa 13, tăng xích thì trực tiếp tại má ốp lam nha mọi người. Lớp trước máy này, mặt tiền đây, khá là đẹp nha mọi người. Đó. Rất là sáng ha. Đó. Thì giá của em này là 3 triệu đồng tròn nhé. Anh em nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp qua đầu số điện thoại 0988628901 để đặt hàng ha. Bên cạnh hộp giật được thiết kế hai bình nắp chứa nguyên liệu, đằng sau là bình chứa nguyên liệu xăng pha chung với nhớt, đằng trước là bình chứa nguyên liệu nhớt thải lưu lam xích ha. Em này sử dụng gia đình là khỏi ban luôn, rất là nhẹ nổ, dễ xài, dễ sử dụng nhé, xài rất ổn định. Giờ em sẽ khởi động ha. Đây giật bên kia sẽ đen. Êm nha, gan tì rất là đều. Ok, giá của em này là 3 triệu đồng tròn. Echo Green Corrid GC35A. Thì anh em nào có nhu cầu sử dụng em này thì liên hệ trực tiếp qua đầu số điện thoại 0988628901 để đặt hàng nhé.